chào anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh. Chúng ta đang cùng nhau theo dõi bản tin Nhà Mường 24 giờ, nơi cập nhật những thông tin và hoạt động nổi bật của tập đoàn khách sạn Mường Thanh. Tôi là Trương Phiến. Còn tôi là Minh Tuấn. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với các anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh trong vòng 15 phút sắp tới của chương trình. Bản tin số 34 phát sóng vào ngày 25 tháng 10 năm 2019 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình độc đáo chào mừng ngày 20 tháng 10 của khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triều. Cải tiến giá nâng quạt cắt gió gây ấn tượng mạnh với các sắc tanh Mường Thanh. Cán bộ nhân viên văn phòng điều hành cháy hết mình với Sport Day 2019. Tiêu điểm, trò chuyện với GM Nguyễn Thị Thương về chiến thắng của khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang tại lễ trao giải WTA. Thì chúng tôi lần lượt từng người một truyền tay nhau chiếc cúp. Thưa anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh, trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì chắc hẳn các chàng trai của chúng ta có vô vàn cách để thể hiện tình cảm với người phụ nữ mà mình yêu thương, như là tặng hoa, tặng quà hay là biểu diễn nghệ thuật, hát múa. Tuy nhiên thì cách thể hiện tình cảm sau đây của các nam nhân đến từ Mường Thanh Luxury Viễn Triều thì chắc hẳn rất thú vị và có 102. Những bước đi catwalk vô cùng uyển chuyển nhịp nhàng, những lời giới thiệu rất tự tin và chuyên nghiệp, cùng với đó là những bộ trang phục tự chế, sặc sỡ đủ sắc màu, diêm dúa trên khán đài. Họ đang là thí sinh của một cuộc thi tôn vinh phái đẹp, một cuộc thi đầy hài hước và thú vị đến từ các chàng trai của Mường Thanh Luxury Viễn Triều nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Kết quả không phải là thứ quan trọng nhất, người chiến thắng cũng không hẳn là cái đích tối thượng mà cuộc thi hướng đến. Tất cả chỉ nhằm mục tiêu trao gửi những tiếng cười thoải mái, vui vẻ và ấm áp đến với tập thể cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh trong ngày tôn vinh phái đẹp Việt Nam năm nay. Cuộc thi đã nhận được vô số phản hồi tích cực từ các nữ cán bộ nhân viên của khách sạn. Đối với chị em phụ nữ đang công tác tại Mường Thanh Luxury Viễn Triều, đây chắc hẳn là một món quà vô cùng quý giá, đáng nhớ mà họ đã nhận được trong ngày 20 tháng 10. Vâng, không biết là sau khi xem những hình ảnh hết sức thú vị đến từ cuộc thi sắc đẹp ngàn cân đến từ Mường Thanh Luxury Viễn Triều thì anh Tuấn cảm thấy như thế nào ạ? Vâng, sau khi theo dõi những hình ảnh ở khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triều thì với cá nhân tôi thấy không chỉ là một cái dịp để anh em Mường Thanh có cơ hội thể hiện những vẻ đẹp thể hình bên ngoài mà còn là cơ hội để thể hiện những tài năng bên trong. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là những giây phút vô cùng thoải mái, thư giãn cho tất cả các anh chị em cán bộ Mường Thanh ở khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triều nhân dịp ngày 20 tháng 10. Và trong ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 vừa qua thì chắc hẳn là các nam nhân nhà Mường đã có rất nhiều những cái hoạt động cũng như những cái chương trình để thể hiện tình cảm với cán bộ nhân viên nữ. Và anh Tuấn có thể chia sẻ những thông tin này tới quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhà Mường 24 giờ không ạ? Vâng, chắc chắn rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 10 không chỉ ở khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triều với những hoạt động vô cùng là đặc biệt và ấn tượng, thì ở những khách sạn còn lại của tập đoàn khách sạn Mường Thanh cũng đã diễn ra các hoạt động vô cùng sôi nổi. Không chỉ bó buộc vào những buổi biểu diễn nghệ thuật đơn thuần mà năm nay các khách sạn còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn như các cuộc thi đấu thể thao hay cuộc thi nấu ăn, cắm hoa. Ví dụ như ở khách sạn Mường Thanh Holiday Lý Sơn, các chị em đã tổ chức riêng cho mình một giải bóng đá mini. Còn ấn tượng hơn, ở khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng là tổ chức hẳn một giải bóng ném dưới nước. Còn ở khách sạn Mường Thanh Grand Sala thì tổ chức thi cắm hoa, Mường Thanh Lai Châu là cuộc thi nấu ăn. Muôn hình muôn vẻ, nhưng tựu chung những hoạt động này đều đem lại những tiếng cười và những giây phút sảng khoái sau những giờ làm việc vô cùng vất vả của các anh chị em cán bộ nhân viên. Thưa anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh, tập đoàn Mường Thanh luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên. Chính bởi vậy mà những hoạt động nội bộ, những sự kiện như thế này chắc chắn là sẽ mang đến cho tôi cũng như toàn thể quý vị khán giả sẽ cảm thấy thêm yêu hơn ngôi nhà Mường Thanh cũng như là thêm yêu hơn những người đồng nghiệp xung quanh mình. Vâng, và tôi cũng hoàn toàn nhất trí về ý kiến của chị Trương Phiến. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng bộ giá nâng hạ quạt cắt gió ngoài chức năng cắt gió đơn thuần còn có khả năng tạo ra gió mát? Vâng, và điều tưởng chừng như phi lý này đã trở thành hiện thực với những đôi bàn tay vô cùng khéo léo của cán bộ kỹ thuật khách sạn Mường Thanh Grand Tuyên Quang. Tác giả Đỗ Ngọc Tuấn cho biết, chỉ với một hộp sắt mạ kẽm với đường kính 20x20cm được liên kết hai nửa với nhau bằng bản lề, một vế bắt cố định lên tường, một vế bắt cố định vào quạt cắt gió. Thêm vào đó, sử dụng một thanh chặn dạng gạt để giữ góc nâng của quạt khi làm mát, có thể cò vào trong để quạt hạt xuống được, là chúng ta đã có một công cụ đa phương tiện, vừa hỗ trợ việc cắt gió, vừa hỗ trợ việc làm mát. Sáng kiến kể trên đã trở thành sáng kiến duy nhất vượt qua buổi phỏng vấn các sáng kiến Mường Thanh quý 3 năm 2019 của tập đoàn.
Ngoài ra, các SAC đánh giá cải tiến của anh Đỗ Ngọc Tuấn đã mang lại môi trường làm việc tốt hơn tại khu vực công cộng. Bên cạnh đó, nó cũng giúp tiết kiệm chi phí mua sắm các thiết bị dụng cụ tại khu vực làm việc có nhiệt độ cao như bếp, lò hơi. Ngày hôm nay thì tôi cảm thấy ấn tượng nhất với hai ý tưởng là giá nâng quạt cắt gió của chủ nhân sáng kiến là Đỗ Ngọc Tuấn của Mường Thanh Tuyên Quang và thay đổi bu ly dây cura máy sấy công nghiệp của Phan Thanh Hưng ở Mường Thanh Grand Quảng Nam. Với cái giá nâng quạt cắt gió thì tôi cảm thấy rằng là với cái sáng kiến này thì sẽ mang lại một cái môi trường làm việc tốt hơn cho nhân viên làm việc ngoài trời, nhân viên làm việc tức là ở những cái khu vực công cộng chứ không phải là cũng không mất quá nhiều chi phí để thay đổi và có thể tiện ích về cái công cụ mà mình đã có và những cái công cụ hiện hữu mà mình đã có thể sử dụng và tận dụng. Bên cạnh đó, sáng kiến thay đổi bu ly và dây cura máy sấy công nghiệp cũng được đánh giá cao tại buổi phỏng vấn này. Các soát cho tác giả Phan Thanh Hưng đến từ khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam thời gian 1 tuần để hoàn thiện bộ hướng dẫn quy chuẩn một cách cụ thể hơn nữa để có thể áp dụng vào toàn tập đoàn. Như vậy, quý 3 năm 2019, các soát đã nhận được 6 đề xuất sáng kiến Mường Thanh, trong đó một sáng kiến vượt qua vòng phỏng vấn và một sáng kiến cần hoàn thiện một số yêu cầu của các soát trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Trương Phiến xin chúc cho các sáng kiến Mường Thanh trong quý 3 sớm được Tổng Giám đốc phê duyệt cũng như triển khai trên toàn tập đoàn. Thưa anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh, khi đi hết mình, khi về vui hết hồn, câu khẩu hiệu này đã thể hiện đúng tinh thần của gần 200 cán bộ nhân viên văn phòng điều hành trong chương trình Sport Day 2019 diễn ra vào ngày 18 tháng 10 vừa qua. 4 đội dự thi Sport Day năm 2019 là đỏ, cam, vàng, xanh đã cùng nhau tranh tài ở 4 nội dung: nhảy dây, nhảy bao bố, kéo co và mảnh ghép bí ẩn. Tại hai phần thi, nhảy dây và nhảy bao bố, đội màu đỏ đã có chiến thuật vô cùng hợp lý, thể hiện sự tính toán thông minh để dễ dàng về nhất ở hai nội dung mở màn quan trọng này. Ở phần thi kéo co, đội màu cam dưới sự dẫn dắt của siêu cao thủ Phạm Văn Nhất, bộ phận IT đã nhanh chóng vượt qua tất cả các đối thủ một cách chóng vánh để giành chiến thắng cuối cùng. Tại phần thi mảnh ghép bí ẩn, đội màu vàng đã có sự họp bàn chiến thuật rất chi tiết và cụ thể, qua đó đưa đội nhóm của mình tìm được mảnh ghép bí ẩn một cách nhanh chóng và an toàn nhất trước sự ngỡ ngàng của 3 đội còn lại. Trải qua các phần thi vô cùng sôi động, mạnh mẽ và quyết liệt, đội màu đỏ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lê Thị Hoàng Yến đã xuất sắc đoạt chiếc cúp vô địch với chiến thắng tuyệt đối. Trở lại với chương trình, 4 mảnh ghép các đội tìm được trong phần thi cuối cùng có dòng chữ: chúc mừng sinh nhật văn phòng điều hành 15 tháng 10. Đây cũng chính là thông điệp của Sport Day năm nay, trước sự chứng kiến của hàng trăm cán bộ nhân viên văn phòng điều hành. Tổng Giám đốc Lê Thị Hoàng Yến đã cắt bánh sinh nhật đánh dấu chặng đường 7 năm hình thành và phát triển của văn phòng điều hành. Cũng tại khuôn khổ chương trình, nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, anh Trịnh Xuân Đạt, Giám đốc IT, thay mặt nam cán bộ nhân viên văn phòng điều hành, gửi tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng Giám đốc Lê Thị Hoàng Yến. Sport Day năm 2019 khép lại trong niềm vui và sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ nhân viên văn phòng điều hành. Chương trình đã góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo nên tập thể vững mạnh và đoàn kết của Mường Thanh. Vâng, là một người đã có thâm niên làm việc tại Mường Thanh cũng khá là lâu rồi, chắc chắn là anh Minh Tuấn đã có cơ hội được tham gia rất nhiều những cái hoạt động Sport Day trước đây. Và anh Tuấn có nhớ những kỷ niệm hay là những điều ấn tượng gì đó trong những hoạt động trước không ạ? Vâng, và tôi rất là may mắn đã được tham gia nhiều kỳ Sport Day. Một trong những kỳ Sport Day mà để lại những ấn tượng và kỷ niệm khó quên đó là Sport Day năm trước, năm 2018, được tổ chức tại Hồ Công viên Yên Sở vào một ngày đầu đông khá là lạnh. Vâng, nhưng bên cạnh đó thì những hoạt động cũng như sự chăm sóc của ban tổ chức, một phần thưởng là chú heo quay cùng gà quay, vịt quay để các anh em có thể liên hoan sau những hoạt động rất là mệt mỏi bên cạnh một nhà chòi bên hồ. Tuy nhiên, với tình cảm và với sự chân thành của người Mường Thanh thì những không khí giá lạnh bên ngoài dường như đã không còn nữa. Bản thân Phiến là một người làm truyền thông nội bộ thì Trương Phiến cảm thấy là qua những sự kiện này thì Phiến cùng với team truyền thông nội bộ của mình có cơ hội được hiểu rõ hơn về những tâm tư tình cảm của cán bộ nhân viên xung quanh mình để từ đó đưa ra những cái hoạt động, những cái sự kiện phù hợp với đời sống của cán bộ nhân viên để tăng thêm tinh thần và tình cảm cho anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh sau những giờ làm việc căng thẳng.
Thưa các anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh, tối ngày 12 tháng 10 năm 2019, tại lễ trao giải thưởng du lịch quốc tế World Travel Award WTA dành cho châu Á và châu Đại Dương, khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang đã giành chiến thắng vang dội tại hạng mục Việt Nam Leading Beach Hotel. Đây không chỉ là tin vui với toàn thể các anh chị em cán bộ khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang mà còn là niềm tự hào cho toàn thể tập đoàn Mường Thanh. Vượt qua ba ứng cử viên nặng ký là Imperial Hotel, Sheraton Nha Trang Hotel and Spa và người anh em Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang đã vinh dự giành giải Việt Nam Leading Beach Hotel, khách sạn biển tốt nhất Việt Nam năm 2019. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên tập đoàn Mường Thanh giành giải thưởng du lịch thế giới danh giá WTA sau 2 năm liên tiếp được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng. Đây được đánh giá là bước đột phá lớn nhất của tập đoàn Mường Thanh trong năm 2019. Giải thưởng là tín hiệu thể hiện sự lớn mạnh cũng như là lời khẳng định về chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất của hệ thống khách sạn Mường Thanh với các du khách và chuyên gia trong ngành lưu trú quốc tế. Đồng thời, Việt Nam Leading Beach Hotel, khách sạn biển tốt nhất Việt Nam năm 2019 là một sự ghi nhận, tri ân đối với những đóng góp không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang trong suốt 5 năm qua. World Travel Awards WTA là sự kiện được ví như Oscar ngành du lịch thế giới, được tổ chức thường niên kể từ năm 1993. Trong 26 năm qua, WTA liên tục khẳng định chuẩn mực toàn cầu và là sự đảm bảo cao nhất về chất lượng dịch vụ xuất sắc của các thương hiệu hàng đầu trong ngành du lịch. Vâng, và để làm rõ hơn nữa về vấn đề này cũng như để cập nhật thêm thông tin cũng như không khí tại khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với chị Nguyễn Thị Thương, giám đốc khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang. Xin chào chị Nguyễn Thị Thương, đầu tiên cho Minh Tuấn được gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang. Xin chào Minh Tuấn, xin chào các khán giả của nhà Mường 24 giờ. Vâng, và câu hỏi đầu tiên ban biên tập nhà Mường muốn hỏi chị, cảm xúc của chị khi cái tên Mường Thanh Luxury Nha Trang được xướng lên trong khán phòng lễ trao giải WTA là như thế nào ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thật sự lúc đó cảm xúc của tôi vỡ òa khi tên Mường Thanh Luxury Nha Trang được xướng lên cùng với những tràng pháo tay cổ vũ, tán dương của những bạn bè quốc tế, những lời chúc được vang lên, chúc mừng thật tuyệt vời, không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Và đó cũng là niềm vinh dự cũng như là niềm tự hào khi những nỗ lực của chúng tôi được công nhận trên đấu trường quốc tế. Và vào khoảnh khắc đó thì tôi cũng rất biết ơn đến sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo tập đoàn, cũng như là sự tin tưởng, ủng hộ, bình chọn của quý khách hàng, quý đối tác để tôi được vinh dự, được đại diện đơn vị đứng trên bục vinh quang. Vâng, không khí quả thật là tuyệt vời đúng không ạ? Thế còn sau khi nhận được phần thưởng vô cùng cao quý như vậy thì các anh em cán bộ nhân viên ở khách sạn đã tổ chức ăn mừng như thế nào hả chị? Dạ vâng, tất cả cán bộ công nhân viên của khách sạn rất tự hào và mong chờ một lần được tận mắt nhìn thấy, được chạm lấy chiếc cúp danh giá này. Và để thể hiện chất riêng của mình thì khi chào đón chiếc cúp về đến khách sạn tại xì gà ba tầng 6 của khách sạn thì chúng tôi lần lượt từng người một truyền tay nhau chiếc cúp để tất cả các anh chị em chúng ta đều được chạm tới phần thưởng cao quý mà chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực, đã cùng nhau cố gắng suốt chặng đường 5 năm qua. Và đây cũng là cơ hội cũng như là khoảnh khắc mà mỗi cá nhân đều được ăn mừng theo cách riêng của mình. Chúng tôi cùng nhau đứng lên thành một vòng tròn cùng hô vang, tự hào Mường Thanh và cùng hướng đến một mục tiêu cao hơn, đó là khách sạn biển tốt nhất châu Á năm 2020. Vâng, và chắc hẳn là các anh chị em nhà Mường TV thì đều có thể tưởng tượng ra được không khí hân hoan cũng như là những cái nét vui mừng ở xì gà ba lúc đó. Câu hỏi tiếp theo thì vậy theo chị, những nguyên nhân nào đã giúp cho khách sạn của mình chiến thắng trong hạng mục khách sạn biển tốt nhất Việt Nam của WTA? Về vấn đề này thì thương nghĩ là
Tuy khách sạn đã đi vào hoạt động được 5 năm, nhưng chúng tôi luôn tăng cường cũng như là đẩy mạnh công tác bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị. Kế hoạch bảo dưỡng cũng được vạch ra cụ thể theo tuần, được kiểm tra giám sát thường xuyên, đảm bảo các trang thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng luôn mong muốn đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng từ những chi tiết nhỏ nhất, và chúng tôi phục vụ khách hàng bằng cả trái tim mình. Nếu lấy cơ sở vật chất làm tiêu chí đánh giá thì chúng tôi cũng không thể nào so sánh với các thương hiệu đẳng cấp quốc tế như là Intercontinental, Sheraton Nha Trang, Sunrise Nha Trang. Nhưng chúng tôi lấy tiêu chí không gian thanh thản, tình cảm chân thành để hiểu và phục vụ khách một cách chu đáo nhất. Và điều này thể hiện rõ thông qua những đánh giá của các khách hàng trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trang TripAdvisor. Chúng tôi lấy nhân viên làm giá trị cốt lõi. Nếu chúng ta phục vụ khách với sự chân thành thì khách hàng sẽ đến với chúng ta bằng sự trung thành. Và đó là lý do vì sao chúng tôi được đề cử cũng như chiến thắng tại hạng mục giải thưởng danh giá này. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị về những sự tâm huyết của từng cán bộ nhân viên ở Mường Thanh Luxury Nha Trang. Và câu hỏi cuối cùng, trong thời gian tới, Mường Thanh Luxury Nha Trang cần phải làm gì để giữ vững được vị trí khách sạn biển tốt nhất Việt Nam? Và đây cũng là cơ hội cũng như là thách thức rất lớn đối với toàn thể cán bộ công nhân viên tại khách sạn. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cung cấp thêm nhiều trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, để khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang luôn là đơn vị uy tín, là điểm đến lý tưởng, là lựa chọn tốt nhất, dịch vụ an tâm nhất khi khách hàng đến Nha Trang và lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, xứng đáng với giải thưởng mà khách hàng đã bình chọn cho chúng tôi. Và chúng tôi mong rằng vẫn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ ban lãnh đạo tập đoàn, sự ủng hộ, tin yêu từ quý đối tác, khách hàng, để khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang luôn giữ vững vị trí khách sạn biển tốt nhất Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực để hoàn thiện hơn nữa chất lượng, sản phẩm dịch vụ, tiếp tục hướng đến mục tiêu cao hơn là khách sạn biển tốt nhất châu Á, tự tin sánh vai cùng các thương hiệu quốc tế. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Thương đã dành ít phút để chia sẻ với nhà Mường TV. Như chị Nguyễn Thị Thương đã nói, thành công kể trên có được ngoài sự chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo, tập đoàn và khách sạn thì còn có sự đóng góp của tập thể cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang. Thay mặt cho ban biên tập nhà Mường, một lần nữa Minh Tuấn xin được gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới toàn thể tất cả các anh em cán bộ nhân viên khách sạn đã cố gắng và cống hiến không biết mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Minh Tuấn cũng xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là lần đầu tiên Mường Thanh giành chiến thắng tại một lễ trao giải quốc tế về du lịch tầm cỡ như WTA. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và hy vọng rằng đây sẽ là động lực, là tiền đề để tập đoàn Mường Thanh thân yêu của chúng ta sẽ tiếp tục có được những bước phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo tại bản tin số trước, bắt đầu từ bản tin nhà Mường 24 giờ số này thì ban biên tập nhà Mường sẽ đưa ra những tình huống liên quan đến nghiệp vụ khách sạn. Quý vị khán giả thân yêu của chúng tôi có thể theo dõi và đưa ra những phương án trả lời của mình là A, B, C hoặc D. Đồng thời, dự đoán hai con số cuối của giải đặc biệt số kiến thiết miền Bắc ngày hôm sau, thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 để có cơ hội nhận được 200.000 đến từ ban biên tập nhà Mường. Và sau đây sẽ là tình huống của số này. Này Hòa ơi, cô có biết cô này là ai không? Cứ đi lang thang sát từ sáng giờ. Không hiểu là từ sáng đến giờ mà cứ hay quay trước ở cửa phòng bây giờ. Nguy hiểm quá. Này Hòa ơi, nếu mà gặp người lạ đi lang thang trong khách sạn thì phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Này ông ơi, nếu gặp người lạ đi lang thang trong khách sạn mình phải làm thế nào nhỉ? Bây giờ. Ôi trời, kệ, bao nhiêu việc phải làm. Đi ra khỏi phòng. Đi. Oh.
Trái à? Em là cô gái hay nàng tiên? Tại sao em cứ đi lang thang suốt từ nãy giờ vậy? Anh có thể giúp gì được cho em? Em Hòa, bộ phận buồng của an ninh. Bộ phận an ninh Khải xin nghe. Anh ơi, nên kiểm tra giúp em có một khách lạ thì đi ngóng lên các phòng ấy. Anh nên kiểm tra giúp em được không? Vâng, em sẽ lên hỗ trợ anh ngay ạ. Sau khi xem xong tình huống vừa rồi, các khán giả của Nhà Mường nhớ bấm nút like và đưa ra phương án trả lời của mình tại phần comment phía dưới của bản tin này. Điều kiện cần để nhận được giải thưởng của chúng tôi đó là bấm nút like và trả lời chính xác đáp án của ban tổ chức. Cùng với đó là điều kiện đủ là quý vị phải trả lời chính xác hoặc gần đúng nhất với hai con số cuối của giải đặc biệt số kiến thiết miền Bắc ngày hôm sau, thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019. Và chúng tôi xin nhắc lại, giải thưởng của chương trình đó là 200.000 đồng tiền mặt đến từ ban biên tập Nhà Mường. Tên người chiến thắng sẽ được chúng tôi công bố tại bản tin Nhà Mường số tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh đã đồng hành cùng bản tin Nhà Mường 24 giờ trong 15 phút vừa qua. Bản tin Nhà Mường 24 giờ được phát sóng 2 tuần một số vào 16 giờ chiều thứ 6. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin vui lòng gửi về địa chỉ email nhamuong@muongthanh.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.